Rồi chào anh em nha. Thì thường thường là anh em nói rằng là Novo hú như Novo đó, anh em nói vậy hú như Novo. Thì hôm nay ở đây mình đang có con Novo này, Novo 2 anh em. Nói chung là mình nói chung với tất cả các dòng xe luôn, giống như là Novo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc là Lexico hay gì đó. Thì cái chuyện hú này á, là do cái người đi xe anh em, chứ mặc định xe nó sẽ không có hú đâu nha. Đó thì bây giờ là mình test cho anh em nghe cái tiếng xe hú của cái tiếng xe này nha. Để mình gắn cái bít ra cho anh em. Chỉ là nghe nó dễ. Đó thì nhiều anh em nói rằng là hú, thường thường người ta hay nó đồn là hú như là Novo. Nhưng mà thật sự thì là bây giờ nè, cái xe này mình anh em đã nghe được cái tiếng hú đó rồi. Thì bây giờ là mình sẽ mở ra mình thay bộ lắp cho xe này. Thì để sau khi mình thay lắp mới vô rồi mình chạy thử mình test lại cho anh em, thì anh em bảo rằng là xem nó còn hú hay không nha. Tại vì cơ bản á, là cái xe này á, ban đầu á, có những chiếc không có hú hoặc rất là nhỏ, giống như những chiếc Vision mới bây giờ. Vision mới vẫn có hú nha. Rồi BZ có hú, AB có hú, thậm chí là Vario cũng có hú luôn. Nhỏ hay lớn thôi, nhưng mà cái nhỏ nó chấp nhận. Còn những cái tiếng hú như thế này nè, là do đi ngày xưa là người ta đi xe này không ai quan tâm đến nhức lắp hết. Thời đó là như hầu như thay nhức máy nhiều, có những người đi 5, 6, 7 năm chưa hề biết thay nhức lắp luôn. Rồi cái mặt đạn nó gơ, mặt đạn nó hiện nó sẽ gây ra mòn, gơ mặt đạn gây ra làm mòn nhông. Cho nên đó, nhiều bạn nói rằng thay em xem thay mặt đạn nó hết nó hú không, mà nói em nó hú là do lắp nó hú. Nhưng mà hàng mặt đạn nó rơ thì nó làm cho cái nhông nó màu mòn hơn. Thậm chí là mặt đạn có những xe nó rơ rồi nhưng mà nó không hú, mà anh em tháo ra lắp lại là nó hú lớn hơn. Nên đó, những cái xe nào mà anh em như dòng AB nè, hay là mà nó vô rồi đó, đang đi mà không có hú, thì anh em thấy mặt đạn nó hơi rơ thôi kệ nó đi, thay nhất lắp điều độ là đi, đừng có mở ra mà thay mặt đạn rồi gắp vô là nó sẽ có hú. Vậy anh em mình nói với anh em là mình kiểm tra rồi nó không có hú là không tháo bộ lắp ra. Còn anh em cố định xác nhận là anh em muốn thay mặt đạn thì mình báo trước, hú là mình không chịu đó. Thậm chí là có những xe mình gặp nhiều, rất nhiều trường hợp bị vậy rồi. Còn xe này thấy nào mới nè, là trước mới là sau mới luôn, là thay nguyên bộ luôn rồi cũng tháo thay mặt đạn rồi luôn, thay xong hú nhỏ, thay xong hú lớn luôn đó. Hú như một cái bài phản lực là do cái cách bảo dưỡng của người đi xe thôi, chứ thực sự là để hôm nay làm video clip này cho anh em thấy rằng là đừng có nói rằng là hú như Novo. Thậm chí là những cái xe Novo giống như là 456 nha, cái xe đề cao á, thì khi mới mua về là giữ ga trên 40 bắt đầu là nó có tiếng hú, qua 50 là nó im đó, mà thòng ga xuống tới ngay 50 là đầu nó hú như nào, qua khẩu 40 là nó im. Nhưng cái tiếng nó rất là nhỏ, nếu anh em thay định kỳ đủ 2 tiếng nhức lắp cho thằng dòng đó nha, thì nó rất là nhỏ luôn, thậm chí nó rất là nhỏ. Còn những anh em đi mà để tới lúc mà nghe nó hú quá chừng lớn rồi á, thì anh em có việc thay bộ lắp gắp vô, ví dụ như nó đang hú 10 phần thì khi mình gắp mình thay cái bộ lắp mới vô thì nó sẽ giảm đi 8 phần, nó chỉ còn 1-2 phần thôi. Thậm chí có chiếc em gu luôn nữa, nhưng mà cái điều đó thì mình không dám chắc 100%, nhưng mình nói là như 10 phần nó sẽ giảm 8 phần 9 phần đó. Giờ để mình thay cái bộ lắp cho xe này anh em. Rồi xong rồi, thay xong rồi mình ra mình test cái tiếng hú lại cho anh em nghe nha. Rồi cái bộ lắp thì mình cho anh em coi cái xe này thì trước đó chỉ được có thay cái một cái mặt đạn thôi anh em. Đây là cái này là cái mới thay, là còn trắng nè, còn cái này còn là cái cũ nha, nó đang xì lì nè. Đây đó, cái này cũng là cái cũ nha. Nói chung là cái xe này là chỉ mới do anh em nắm cái cốt này nè, anh em lắc nghe gơ cái là đi thay cái mặt đạn này, nhưng mà vô tình là mở ra gắp vô lại là nó hú nữa. Cho nên á, xe này là giờ cái này mới thay thì mình giữ cái này lại, giờ mình thay cái này với ba cái mặt đạn nữa, với có cái đũa đó anh em, ba cái đó nữa, bộ lắp thì 4 cái rồi, thay lại cái bộ nhông. Xong rồi để mình ra lắp vô mình test cái tiếng hú lại xem là nó im hơn được nhiều không anh em nha. Rồi thì mình sẽ test lại cho anh em nghe cái tiếng sau khi mình thay bộ lắp nha. Thank you.
em gu đúng không? Thì cái chuyện mà mình hồng ra xuống nó hơi lít gió đó bình thường thôi, cái tiếng mình đó là mình đã đặt chân mình hồng ra, nhưng mà mình giữ ga không hú nha, giữ ga không hú, tăng ga không hú luôn. Thì đó là mình thông ra là nó hơi gọi là hút gió, cái tiếng nó thì nó nhiều khi là chờ bơm cho hai tiếng nhức lắp thì cái tiếng hút gió thòng đó nó sẽ nhỏ lại đi, nhưng ngược lại thì nó mình chạy cái tốc độ lớn xíu thì nó dễ bị hơi gọi là hơi ị chút, nhưng mà về là ổn rất là êm rồi. Chứ nó dòng xe mà Vision hay là mấy xe mới thòng xuống vẫn có, mà đều nó nhỏ hay nó lớn thôi, giữ ga gì là êm rồi. Này còn êm hơn cái chiếc Novo nữa, Novo mà 456 là giữ ga nó hú luôn, giữ nó hú luôn, tăng ga lên nó cũng hú luôn, mà qua 40 nó 50 nó mới êm được. Rồi để giờ mình tháo lắp này vô. Rồi cái xe này cuối cùng là mình đã thay vô lắp, thay vô đạn xong thì xe nó hoàn toàn êm nha anh em. Nó gọi là cái độ hú nó không có nữa. Nhưng cái chuyện mà thòng ra xuống hú gió là mà nói anh em là hầu như xe nào đều có, ít hay nhiều thôi. Như một xe mới như AB Thái cũng có, là Vision cũng có nè, rồi là Vario cũng có. Nhưng mà nó anh em quen với chuyện êm rồi, nghe thòng ra xuống hú gió anh em khó chịu thì cái tiếng đó là không mất được. Còn bật đèn này nè, bật đèn á là nó giúp ổn định bộ để bộ lắp nó không có bị mòn, cho nên mà khi mà nó đã mất ổn định rồi á, anh em nó nắm lắc nó gờ thì lúc đó anh em có thay bạn đạn lắp đi chăng nữa, anh em rút ra anh em lắp nó đã bị tổn thương thì anh em có thay bạn đạn đi chăng nữa thì lắp nó không có làm được. Cho nên đó mình lưu ý anh em, hú một là thay lắp, thay cái bạn đạn, chứ đừng có tháo ra thay bạn đạn rồi là không thay lắp mà bảo là nó im nghiệp. Mình em tháo ra thôi, lắp vô là nó đã hú lớn hơn rồi. Cho nên là nhiều bạn cứ hay thắc mắc hỏi mình tại sao mà cốt gơ vậy đó mà không thay một đạn, mà nó không là không nha. Đó là chia sẻ như gì cho anh em thôi, cho anh em hiểu được rằng là hú gì là do hú lắp, lắp là gầm nhông này nè, nhông găng này nó hú chứ không phải là do bạc đạn. Bạc đạn nó chỉ nói là gọi là lâu năm thì nó gơ thì nó làm cho cái độ mà ổn định của lắp nó không có thôi, chứ anh em thay bộ bạc đạn mới nó cũng vậy thôi nha. Rồi video clip này kết thúc anh em.